Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Mình là Hưng Xe Cỏ. Và hôm nay thì bên cạnh mình đây là hai chiếc xe. Đây là em Honda Dash ST125 Tamiya. Đây là phiên bản Tamiya đặc biệt nha anh em. Và đằng sau này là em Honda CT125. Đây là phiên bản đi phượt, địa hình Wrangler. Đấy, và cả hai em xe này là cùng nhà Honda và cũng như là nó là trong dòng 125cc. Và cả hai em xe này anh em có thể thấy được là nó sử dụng vô vắt ha. Bởi vì nó có những cái điểm tương đồng với nhau cho nên mình lấy ra để mình quay cho anh em xem. Và hiện tại thì em Honda CT125 này thì có giá là 100 mấy chục triệu, cũng gần 200 triệu một xe nha anh em, chưa bao gồm đăng ký biển số. Và em Honda Dash Tamiya này thì giá cũng đang rất là tốt. Giá hiện tại thì cũng chưa đến 200 triệu là anh em đã có thể sử dụng được rồi, mua về sử dụng. Và em này thì trước đây mình bán là cũng phải trên 230 cho đến 250. Nay thì mình có chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho anh em để anh em mua về sử dụng ha. Và cái em Honda Dash ST125 này thì nó chiều cao yên của nó thì cũng tương đối là vừa phải nha anh em. Nó thấp hơn tí xíu so với cái dòng Honda CT125. Honda CT125 thì chiều cao yên nó vào khoảng 800mm, thì anh em phải cao tầm 1m6 trở lên thì anh em sẽ sử dụng được Honda CT125. Còn với em này thì nó rất là vừa phải, chiều cao yên thì nó cũng khoảng chừng 780mm thôi. Và nếu mà xe này dành cho các chị em phụ nữ hay là những người có cá tính riêng, cá tính mạnh thì chị em phụ nữ vẫn sử dụng được chiếc Honda Dash ST125 này một cách rất là dễ dàng. Bởi vì chiếc xe này nó không có trang bị côn tay. Đấy, nó là hộp số 4 cấp và hộp số tròn, rất là dễ sử dụng nha. Đó. Nếu mà anh em, những anh em trẻ tuổi thì anh em vẫn có thể sử dụng được chiếc xe này đi lại hàng ngày cũng rất là vô tư, rất là thoải mái. Xe cả hai em này thì đều sử dụng phanh ABS hết. Cả hai em đều có trang bị phanh ABS phía đằng trước và xe thì trang bị một phanh ABS ở phía đằng trước thôi, hai phanh đĩa ở phía sau. Đó, thì em Honda CT này anh em có thể thấy là nó cao hơn tí xíu ha. Thì xe này thì nó phù hợp với những anh thích đi đi phượt nè, đi trèo đèo lội suối. Đó, xe này rất là phù hợp bởi vì khả năng lội nước của hai em xe này nó cũng rất là cao. Như em này khả năng lội nước có thể lên đến là nửa mét nè. Còn em này thì nó thấp hơn tí xíu, thì nó vào khoảng tầm 400mm là anh em có thể đi được rồi. Anh em vẫn có thể đi đường ngập nước rất là vô tư. Và cả hai cái thiết kế này là ngày xưa chiếc xe nó cũng đã ra mắt rồi. Và đây là em màu xanh quân đội. Và nó còn một màu nữa đó là màu xám Tenley của model 2023 hết. Đấy, và còn Honda Dash ST này thì nó mới hồi sinh trở lại. Vào những năm 2022 thì chiếc xe Dash ST này nó đã được quay trở lại ở thị trường Thái Lan. Và nó được xuất khẩu đi một số nước ở châu Âu hay là Nhật Bản, nó đều đã có mặt rồi. Chỉ có Việt Nam mình thì chính hãng không có, chỉ có nhập tư nhân mới có thể đem về được chiếc xe Honda Dash ST125 này. Đấy, anh em có thể thấy xe thì nó cũng trang bị những cái đồ chơi cao cấp như là phuộc trước của Showa và nó là hành trình ngược ha. Và cái lốp trước này, kích thước lốp trước này nó lên đến bề ngang là 120mm bề ngang, thì nó cũng tương đối với lớn bằng với những dòng mô tô luôn đó. Bởi vì xe này thì nó cũng có thiết kế giống như là những dòng mô tô con. Rồi bên cạnh đó cả hai em xe này đều trang bị đầu đèn tròn, cũng như là bên trong nó có tim nhân LED ha, đầu đèn full LED đó. Và cũng như là xi nhan cũng là xi nhan LED luôn. Và ở đây là thiết kế tròn. Còn với dòng CT125 thì nó thiết kế vuông đó. Một số chi tiết khác là được xi mạ chrome rất là đẹp nha anh em. Những dòng cao cấp đắt tiền của Honda thì nó được xi mạ chrome rất là nhiều. Đó, ghi đông cao rất là dễ sử dụng ha. Rồi, bên cạnh đó thì cái bô của dòng Dash ST125 này thì nó rất là đẹp nè. Thiết kế bô nó được xi mạ chrome rất là sáng, rất là đẹp nè. Phiên bản Tamiya thì nó có thêm cái miếng ốp nhựa ở đây ha. Tamiya là hãng chuyên sản xuất đồ chơi mô hình rất là nổi tiếng của Nhật Bản nè. Đấy, không phải những cái thương hiệu nổi tiếng lớn mà dễ gì mà được đặt ở trên cái con xe Honda hết. Đó, thì đây là một cái điểm rất là hay của Nhật Bản. Đó, và những cái logo này là những cái logo nổi nha. Thì phiên bản đặc biệt là nó trang bị logo nổi nè. Đó, tem và cái màu sơn đặc trưng của hãng Tamiya. Và những cái màu sơn khác như là màu đỏ hoặc là màu xanh xi măng thì nó không có được làm ở cái phiên bản Tamiya này. Tamiya là chỉ đặc biệt cái màu xanh blue này thôi. Đấy, và một số các chi tiết khác như là ốp kèn. Ốp kèn ở đây nó cũng được làm riêng cho cái phiên bản này. Và nó cũng có khắc laser ở trên này luôn nha. Đó, nó thể hiện là đây là sản phẩm được ra mắt ở Bangkok Motor Show 2023 và do hãng H2C thiết kế. Đấy, nói chung là cả hai em xe này là đều là xe cao cấp. Và cả hai chiếc xe này được thiết kế ra thì nó cũng nhắm đến những khách hàng khác nhau. Như Honda Dash ST125 Tamiya này thì nhắm đến những khách hàng trẻ tuổi, những thanh thiếu niên đấy, và những chị em phụ nữ cá tính. Nó nhắm tới những người sử dụng xe ở đô thị ha. Và những dòng xe này thì nó rất là huyền thoại rồi. Honda Dash ST125 thì nó cũng đã ra mắt vào những năm 60 của thế kỷ trước ha. Đó.
Và chiếc xe này thì nó cũng tới năm 81 thì nó ngưng sản xuất, nó không còn sản xuất nữa. Và cho đến năm 2022 thì nó quay trở lại, Honda đã cho nó hồi sinh trở lại. Và với hình dáng hình thù rất là lớn, to lớn. Đấy, khung sườn của xe là thiết kế theo cái form dáng của chú chó xúc xích Dachshund. Đấy, rất là nổi tiếng ha. Với dòng xe này thì ngày nay nó đã làm to bự hơn rất là nhiều để phù hợp cho đi hai người. Rồi em Honda CT125 này thì nó cũng có thiết kế lớn và nó dùng là để đi phượt địa hình là chủ yếu. Xe thì kiểu dáng cao ráo, cao. Khoảng sáng gầm lên đến là 16,5cm thì nó cũng khá cao ha. Trang bị hai phanh đĩa có ABS phía đằng trước, vỏ lốp gai để đi địa hình. Đó, có ruột gà bảo vệ luôn. Xe này thì trang bị phuộc ống lồng thôi. Còn với Honda Dash ST thì nó là trang bị phuộc upside down hành trình ngược, rất là chất chơi. Đấy. Thì cả hai em xe này hiện đang có giá là 100 mấy chục triệu, gần 200 triệu một chiếc nha anh em. Và Honda Dash ST thì giá đang rất tốt, anh em nào quan tâm tới dòng Honda Dash